Nhân dịp Tết Trung thu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi các cháu thiếu niên và nhi đồng cả nước. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Đông Anh trân trọng giới thiệu thư của Chủ tịch nước, toàn văn như sau. Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý. Nhân ngày Tết Trung thu, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong nước và ở nước ngoài. Các cháu nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thương yêu nhất. Trung thu là Tết của thiếu nhi, là dịp mà các cháu được hòa vào không khí vui tươi, đầm ấm, quây quần bên cha mẹ, ông bà, vui chơi phao cỗ, trông trăng. Tuy nhiên, ở một số địa phương trên cả nước, nhiều cháu đón Tết Trung thu trong khu cách ly hay đang cùng gia đình thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19. Bao rất xúc động khi nhiều cháu tuổi còn nhỏ nhưng đã trở thành những chiến sĩ tì hon, dũng cảm, tự lập trong điều kiện xa gia đình để thực hiện cách ly. Cha mẹ, người thân phải tạm xa các cháu để thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Bác cũng rất vui mừng và ngợi khen các cháu đã biết vượt qua khó khăn, chăm ngoan, đạt kết quả tốt trong học tập, xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và xã hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bác biểu dương sự cố gắng và những đóng góp của các cháu trong phát huy truyền thống vẻ vang của thiếu nhi Việt Nam. Các cháu yêu quý, Tết Trung thu cũng là dịp để mỗi gia đình, chính quyền và xã hội dành sự quan tâm đặc biệt đến các cháu, giúp các cháu nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão tuổi thơ trong sáng, tươi đẹp. Bác mong mỗi cháu đều có cỗ Trung thu đầm ấm cùng những người thân yêu của mình và cũng tin tưởng rằng mỗi gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội bằng trách nhiệm, tình thương yêu tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa chăm lo cho các cháu trong ngày Tết Trung thu, quan tâm đặc biệt đối với các cháu nhỏ mồ côi, ưu tiên các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu bị tự kỷ, các cháu ở tận vùng sâu, vùng xa, bảo đảm an toàn cho các cháu bị ảnh hưởng của đại dịch. Hỗ trợ phương tiện đồ dùng học tập, nhất là việc học trực tuyến, tạo những điều kiện thuận lợi để các cháu được học tập, sáng tạo, vui chơi bổ ích, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Các cháu hãy luôn nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, khát vọng, không ngừng tu dưỡng, rèn đức, luyện tài để góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như Bác Hồ kính yêu đã đặt niềm tin ở thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Bác mong các cháu cho ngoan, mai sau gìn giữ, giang san, lạc hồng, sao cho nổi tiếng tiên rồng, sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam. Bác gửi đến các cháu nhiều tình thương yêu, trìu mến. Chúc các cháu vui Tết Trung thu thật an toàn, vui vẻ. Thân ái, Nguyễn Xuân Phúc.